Hà Nội quyết tâm xử lý tình trạng trông xe trái phép trong phố cổ. Những ngày này, trên các tuyến phố cổ, đặc biệt là khu vực xung quanh không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không khó để nhận ra các địa điểm trông xe trái phép. Tình trạng tràn ra đường để trèo kéo khách gửi xe, thu phí gửi xe cao, qua mặt lực lượng chức năng, đó là thực trạng trông giữ xe trái phép trong phố cổ Hà Nội, ngang nhiên tổ chức trông xe trái phép. Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã chính thức hoạt động được 6 năm và trở thành món ăn tinh thần mà bất cứ ai đến với Hà Nội đều muốn trải nghiệm. Với nhu cầu gửi phương tiện quá lớn như hiện nay của người dân, cùng với cơ sở hạ tầng còn thiếu dẫn tới quá tải, từ đó phát sinh những điểm trông giữ xe tự phát, hoặc những điểm được cấp phép thì thu cao hơn giá quy định, hoặc lấn chiếm diện tích lòng đường, vỉa hè để nhận trông giữ xe. Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, chợ Trung Thu Hàng Mã và vùng phụ cận, không ít đối tượng đang mạo danh công ty cổ phần Đồng Xuân, hoặc một số đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện để nhận trông giữ xe trái phép. Các điểm trông giữ trái phép này thường tận dụng các không gian công cộng, thậm chí là cả lòng đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an các phường và các lực lượng có liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, do nhu cầu cao của người dân về gửi phương tiện nên khi vắng bóng lực lượng chức năng, các đối tượng lại ngang nhiên giả danh cơ quan chức năng để trông giữ xe trái phép. Tại điểm trông xe trước cửa ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trần Nhật Duật, đây là điểm được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép cho công ty cổ phần Đồng Xuân trông giữ ô tô. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, một số đối tượng mạo danh đã ra tự ý nhận trông giữ xe máy với mức giá 30.000 đồng mỗi lượt mặc dù không được cấp phép. Tại tuyến phố Hai Bà Trưng, nhất là vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, Tết, hàng loạt điểm trông giữ xe trái phép mọc lên như nấm. Dọc hai bên lòng đường là những chiếc ô tô của người dân gửi để vào phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ông Vũ Hoài Nam, Phó trưởng phòng đô thị, quận Hoàn Kiếm khẳng định, khu vực này cấm dừng đỗ ô tô, không được phép trông giữ loại phương tiện này. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn cố tình mời chào người dân vào gửi phương tiện, kể cả xe ô tô với giá cao hơn nhiều so với quy định chung của thành phố. Thực tế đã xảy ra không ít trường hợp người dân bị thất lạc phương tiện khi sử dụng dịch vụ trông giữ xe trái phép trình báo công an địa phương, chính quyền và người dân chung tay xử lý. Để giải quyết vấn đề trông giữ xe trái phép, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có những đề xuất lên thành phố về việc quy hoạch tầng hầm của các cơ quan, trường học trên địa bàn để phục vụ cho giao thông tĩnh và hiện đang chờ chỉ đạo của thành phố. Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm cũng tiếp tục rà soát lại, có thể triển khai một số điểm trông giữ với diện tích lớn tại dọc các phố như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tuyến Vành Đai 1 và sử dụng hạ tầng bên ngoài để hỗ trợ cho không gian đi bộ bên trong. Đại úy Phạm Văn Bá, Phó trưởng Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cho biết, dọc tuyến phố Trần Nhật Duật thuộc địa bàn của Công an phường quản lý, đơn vị đã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử phạt mạnh tay với những trường hợp trông giữ xe tự phát. Tuy nhiên, lực lượng quá mỏng lại phải đảm nhiệm việc đảm bảo an ninh trật tự bên trong khu vực phố ẩm thực nên không thể quán xuyến hết được. Việc xử lý các điểm trông giữ xe tự phát, sai phép, có phép nhưng vi phạm đã được Công an quận Hoàn Kiếm thực hiện quyết liệt nhưng địa bàn rộng, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe nên nhiều đối tượng vẫn vi phạm. Để giải quyết gốc rễ vấn đề, thành phố và các sở, ngành cần bố trí cơ sở hạ tầng, quy hoạch cấp phép và quản lý chặt việc trông giữ xe của các đơn vị đã được cấp phép. Để các biện pháp trên phát huy hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cùng cần nhận thức được việc gửi xe vào các điểm trông giữ trái phép này vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng hoạt động sai quy định. Trên thực tế, vì là điểm trông giữ xe trái phép nên đã xảy ra tình trạng người gửi xe bị thất lạc phương tiện hoặc phương tiện bị lực lượng chức năng tạm giữ. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trông giữ xe trái phép làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị như thời gian qua, cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân.